ra thì nó bảo là thứ tiếp theo thôi, nó không biết là thứ có phải là vậy. Đúng là thứ ra chuyển qua cũng quá nhanh, nó Arax và kéo thêm con Imax thì nó là thì nó khác biệt rồi. Ờ của mình cũng như Mark thôi, là cái phát triển như nhau nên là họ đã có những con y đi vào. Xem là tiếng mic nó được chưa nhỉ? Có mic em chỉnh rồi mà. Rồi cắm lại rồi đấy anh em. Có vấn đề à? Ô vẫn không nghe được á? Tiếp thế nhỉ? Anh em nghe xem tiếng mic nó được chưa nhỉ? Vâng, mong về. Vâng, xong xong à. Vâng, vừa rồi là hơi lỗi một chút. Vâng, vừa rồi em cắm lại rồi. Vâng, máy hôm nay hơi có vấn đề một chút, rất mong anh em thông cảm. Vâng, đây là tình huống mà câu con voi tiếp theo. 19 nông dân mà đang ăn thêm bãi quả phụ. Một con voi đưa về.
Vâng, em cảm ơn Trấn Thành nhá. Cảm ơn Vương Huy Đạt đây, em chỉnh rồi. Anh em thấy ok rồi, anh xem một em lại. Vâng, Long Tận Dây, em chỉnh lại rồi, làm gì mà phải gắt thế anh. Vâng, cảm ơn anh Lê Hiếu. Vâng, tất cả đã xong rồi. Vâng, em vừa mới chỉnh lại rồi anh em. Em xem lại. Bên kia Xuân Tứ điểm số rất cao, khả năng là tình huống là em nghĩ cao là Xuân Tứ sẽ đánh chèm. Vâng, đây là ủ sở rất nhiều voi này, nhưng vấn đề là cái là voi câu về hơi muộn. Vậy là đối đầu với Xeng. Con giò Xeng liệu bắt không? Bắt được con giò này của Xuân Thứ luôn thì ta hòa phớ. Được một con giò thì đối bạn cứ một con giò. Và 19/20 đã có trong tay rất nhiều gỗ này. Vâng, vậy là 3 đối đầu với Xeng. Bên kia là Kata đối đầu với Rum. Vâng, báo về là hình như là con giò. Ủa rồi. Tụi này ông có tình huống mà chọc đúng bãi vàng luôn, bãi vàng chưa kịp mà bò về. Đây là hai con đặc đà của em Xuân Thứ. Còn mình đã bo bế xong được cái khu vực mà ba chiếc ruộng này cũng như là một giờ gỗ rồi. Vâng, vậy là con giò tôi đi đứng đây và làm xuống luôn. Xem đang chém, chắc chắn là xem đang chém rồi. Và ba ruộng đây cùng mà nhiều quá. Bây giờ là xi măng đang gặp tương đối khó khăn này. Ui trời ơi, vậy là không, vậy là bỏ ngay bãi gỗ rồi, tình huống mà thứ phải nghe từ như rát. Lực của xi măng là gỗ mới vàng thôi. Đây là máy game thủ gỗ này. Đang là 31/40. Ôi em chỉnh hết rồi anh ơi. Anh em ok rồi mà anh Thiên Hạ này, anh xem lại với em nhá. Bích hỏng à? Ô, vừa được rồi bây giờ lại hỏng. Oh,
Alo, vâng, anh em nghe rõ chứ nhở? Em vừa mới cắm lại mic mà không biết đã được chưa? Máy móc hôm nay vấn đề nhiều quá. Vâng, em vẫn chỉnh tiếng mic vẫn là ok mà anh em. Anh em nghe được chưa nhở? Vâng, anh em thông cảm, máy hôm nay có vấn đề quá. Rồi em cắm lại được mic rồi. Em rất mong anh em thông cảm cho tình trạng máy của hôm nay em lại dính vào đúng cái máy hôm nay nó hơi lỗi một chút, rất mong anh em thông cảm. Rồi anh Nguyễn Trung ok rồi anh nhá. Vâng, chào Phạm Phương Mai này. Tôi đề là 64/72 là tham lai của bên Thủ Tiêu. Vâng, vẫn đang có tham lai, vẫn đang có một y để cắm vào nhà của game thủ Tuti cầm Kara. Còn bên kia Xuân Thứ đã chuyển từ đánh lạc đà thời điểm đầu, bây giờ chuyển sang cả đơn vị là cung R nữa rồi. Đây là máy game thủ xi măng than được còn 12 thôi. Khi thời điểm đầu anh bị đẩy quá rát, bị hai nhà đánh luôn. Vâng, Xuân Thứ đang đẩy cung nhá, đang đẩy cung từ nhà xi măng sang đấy. Vâng, lại quay về rồi, vậy là Xuân Thứ lại quay lại để bắt đám quân này của game thủ xi măng. Vâng, vậy á nhỉ. Vâng, vậy đẹp, vẫn vậy được e kìa. Vâng, vậy là may quá, thì huống là giây vẫn đây là rất nhiều lông dân của Xuân Thứ. Rồi, vâng, Thứ chết tầm gọi là tầm 10 dân đi. Vâng, chết 10 dân và bây giờ anh mới để ý chết 10 con lông dân luôn. Còn đây là máy của game thủ Tiêu Tham 72. Tham 72 rồi. Vâng, đứng ngủ sâu nhá, tí Xuân Thứ xoa. Vâng, lực của Tiêu đang là rất khỏe này, không biết nó mắc công nghệ cho những đơn vị dầm đơn chưa. Vâng, mắc công nghệ rồi, tí nó sẽ lại vàng, lưng thêm cái đầu máu nữa là thôi. Vâng, đây là đàn quân của Xuân Thứ. Vâng, quay lại bắt tên anh được. Vâng, nhận bơm 200 gỗ cho xi măng. Vâng, có cả tù tì đây luôn. Vâng, lạc đà đây rồi. Vâng, phải mang thêm mấy con y về thủ thôi. Bắt tên cung này của Xuân Thứ trước. Vâng, đây là những đơn vị mà dầm đơn đã full công nghệ, chỉ thiếu cái đầu máu thôi. Vâng, tù tì đang có tình huống mà muốn đen chiếc BM này. Đen nhà cứng đến từ game thủ tù tì. Vâng, pha đang chết rất nhiều dân. À, 13 nhầm. Đó,
6 về 3 chết rất nhiều dân và xi măng vẫn đang làm được nhiệm vụ quấy phá của mình. Vương lợp vào nhà Xuân Thứ luôn. Tình huống này Xuân Thứ mà không để ý là một cực kỳ mất tay này. Vâng, vẫn sốc được 2 đều. Nếu mà đám dân này chạy kéo ra và để ra ruộng được vẫn là 2 đều. Cụ Thứ phải ăn thế. Vâng, cảm giác là Thứ mới đánh gắt thật anh em ạ. Bởi rất là gắt và đánh người đánh kiểu mà toàn muốn gì chết đôi đôi bạn thôi. Gì chết đối thủ trước không? Tham 10 thôi. Thôi ta sang với Tễu đi. Tễu bắt chọn được tơ này. Đủ vàng lưng đồ máu rồi nhá. Đủ vàng lưng đồ máu rồi nhá. À đang lưng rồi. Ông vậy là mắc công nghệ rồi. Chặt cú 2, 3 các kiểu. Cứ đánh dầm đơn ra nữa. Ôi đồ máu chưa lưng. Lưng lại nhá. Rồi đã lưng được. Vâng, vậy là chứ con này sẽ mắc đầu máu và nếu em thì xin thêm một vài con đi đi. Linh cung A. Vâng, đúng rồi, em cảm ơn anh Nguyễn Gia Minh. Cảm ơn anh Nguyễn Trung nhé. Vâng, tham là 71 trên 88. Thật thiếu luôn cũng được, sợ cái gì. Ba con lạc đà này tôi là không phải là chạy rồi. Lạc đà nó khắc đơn vị dầm đơn này. Thôi ta cứ ăn trước. Ok. Ồ, vậy là Xuân Thứ có tình huống mà muốn đục vào đây. Mình cũng hoa xong đến từ Xuân Thứ rồi. Thì phát hiện ra Tiểu là một người đánh trâu dầm đơn. Và tình huống này thì bắt được tên này thôi. Vâng, sẽ phải ăn vàng. Và khả năng là phải sóc thêm cả những đơn vị chém rồi. Vâng, vậy là đội bạn có tình huống mà lây trồ nhà BL. Đang đen BL đến từ hai game thủ bên phía team Hà Nội. Không, họ quyết định đẩy luôn. Ồ, cùng A đến đây sớm thế nhỉ? Đến nơi rồi. Vâng, vậy là lại có đứng vào cái thế mà cái thế này vâng khoảng tơn này là khó này, tơn này khó đỡ này. Tơn này khó đỡ. Vâng, tham đang giảm. Vấn đề là cùng A đứng đây chắc chắn là ra 4 rồi. Nếu cùng A ra 4 thì nó đứng đây nó giết thì vâng khoai rồi. Không phải là chúng ta lại bị dẫn ở xe đấu thứ 3 với tỷ số là 1-2. Vâng, xe đánh đa dạng quá. Lạc đà chuyển